Hello anh em nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em lệnh phá thô bằng 3D nhé, phun phơi 2 speed 3D, phá thô bằng me nhé anh em. Đó. Thì cái bộ rig này mình cũng mới copy được thôi, chứ mình máy tính của mình chống chưa đến rồi nên là không còn bộ rig nào. Mình sẽ hướng dẫn anh em là phá thô bằng cái con block bạc vàng này nhé. Cái block này thôi nó cũng hơi bị nhìn nhằng anh em giữ lại block này, xóa hết đi, lấy lại block này. Mới vào trong phần mềm thì anh em có thể thấy cái này nó nghiêng nghiêng này đấy, nếu anh em mà không xoay đi thì chắc là nó cũng chả ra công đâu. Thì mình sẽ ra công nhé, mình sẽ bấm trên bàn phím là Alt+X3 đấy. Mọi người có thể là vào cái from trên Mari cho mình nhé đấy, mình tiếp về khối này và mọi người ấn OK hoặc là mọi người quét cái khối này cho sáng lên cho mình nhé. Mọi người vào anh em vào Xperom này, Chamber cho mình nhé. Anh em kích vào cái Move này, tức là xóa đi này, không để copy gì. Anh em kích vào cái biểu tượng này nhé. Đó, và kích vào cái đường tròn hình gần chữ hình vuông này. Đấy, kích vào đây. Và anh em kích vào cái mặt này nhé. Đó, và anh em ấn OK thì nó sẽ chuyển thành cái đường thẳng rồi. Đấy là mình sẽ xoay cái hình này nhé. Đấy, nó đơn giản thôi. Xoay hình này, lý do mình không xoay sẵn thì mình làm này nhớ đâu anh em, một số anh em còn chưa biết nên là anh em làm luôn đấy. Đây, mình xoay ra cái chiều này cho dễ nhìn đấy. Sẽ bót in bót cái hình này nhé anh em. Đây, mình bót in bót, mình sẽ làm một cốp lại xem mà nó đã cân chưa, thì tức là cái mặt này nó vẫn chưa cân đấy, anh em đấy. Mình bót in bót mình thấy nó vẫn còn nhé, kép chín lên để hiện cho độ gốc đây. Thì mẹ tiếp tục quét hình này, mình vào Xperom trên 3D này, còn anh em có thể nhập trên bàn phím, có lệnh phím tùy anh em. Mới đầu thì anh em mình kích chuột nhé, cho nó biết nó nằm ở đâu. Đấy, mình kích vào cái này, đấy, mò về tiếp này, OK nhé. Và bây giờ mình sẽ cover lại nhé, bây giờ xoay trên bàn phím này anh em, đấy, OK này. Còn anh em có thể kích chuột nhé. Đây, thì nó đã cân rồi anh em, nó đã vuông góc rồi. Nếu không vuông góc thì mình không thể nào cho đặt đường đâu, cover không cho đặt đường đâu đấy. Mình sẽ về gốc nhé, cái này mình sẽ nhân ra là hai hình luôn, thì để ăn 3D 2 speed. Ví dụ như là anh em có nguồn hàng như này mà phôi công ty không có máy cưa đấy, vào nhiều xí nghiệp như doanh nghiệp con nó không có máy cưa đâu, cứ đặt phôi về thôi, mà đến lúc thì một hai con nhìn nhận đặt phôi nó về lâu lắm, thì bây giờ nó có cái cục phôi toàn cái coi chả bá, thì bây giờ bảo là cắt cái hình con này thành ra anh em ngồi bút dâu không làm được đấy. Mình nghĩ thế, tại vì là phôi do đùng bắt làm con hàng bé bằng cái móng tay, không có máy cưa không có máy kẹo thì làm cái kiểu gì, chẳng nghe bút dâu. Bây giờ mình hướng dẫn anh em là cách ngồi bút dâu nhưng vẫn ra hàng nhé. Đây, mình sẽ tức là con này mình sẽ là cắt hai chi tiết đi, Alt+XT cho bàn phím đó, tức là mình chen đi đấy, copy này. Mình sẽ kích điểm đầu, sẽ kéo ra đây rồi. Và mình sẽ trừ thêm 15 nữa đi. Đó. Và copy nhé. Đây mình nhân ra hai hình này. OK nhé anh em. Đó. Ví dụ đây. Mình sẽ xóa hết này đi này. Đấy. Bot bot thì cái khối này của mình là X89, Y40 và Z28 nha anh em. Bây giờ ví dụ mình có con phôi nó to như thế này cơ. Đây mình vẽ nó bao ra nó to hẳn ra như thế này chẳng hạn. Đây. Phôi to hẳn ra như này nhé, ví dụ là từ 160 này, và đây là 60 luôn, phôi 45 luôn đấy. Ví dụ là con phôi như này chịu 45 nhé, nó xuống đây. Ví dụ con phôi nó to hẳn như này mà không có cái cưa, anh em chém cái cụt này đi, không lẽ lại mang lên máy CNC đấy. Thì bây giờ mình sẽ dịch chuyển cái này cho nó cân lại với cái khối này, mò ve đi nhanh nha, để cho nó cân đối một tí đấy. Thì cái chiều này nó kẹo đi đây, OK nhé. Mình sẽ mo ve lại đây, ví dụ mình có cái phôi của mình nó to như thế này đấy, và con hàng cắt ra hai con hàng nó bé như thế này đấy. Thì cắt ba con được, ví dụ là con này chỉ làm một con block thôi đấy, mình cắt hai con ra và thừa như này, anh em có thể làm ra ba con nhé đấy, ví dụ đấy, OK nhé. Đấy, phôi của mình nó to như này đấy, làm ba con nó thừa quá, một con làm hai con là được rồi, làm tận ba con thì cán bộ thấy bảo làm nhiều này chửi chả biết làm nào cả. Đây là mình sẽ cover cái này nhé, OK anh em cover lại đi. Và bây giờ mình sẽ sử dụng lệnh phun phơi 2 speed
để ăn cái con hàng này. Đấy, giờ anh em làm 2D cái này cũng được thôi, 2D sử dụng hai sợi bit ăn cái lệnh con này thì nó cũng tương đối là nhiều trình đấy anh em. Đấy là mình sử dụng lệnh cao cấp tối tân nhất để chiến đấu con này nhé. Rồi, đầu tiên anh em phải chọn cho mình cái máy này, Mancini đầu phâu máy 30 mặc định nhé. Và bây giờ anh em vào tool pad này, kéo vào đến sun phơi hai sợi bit cho mình, kéo vào cái dynamic óc đi dâu cho mình nhé. Ok ok luôn cho mình nhé. Và anh em quét tất cả cái này, anh em ấn ok cho mình và anh em kích vào cái containment này, tức là đường bao giới hạn cho nó để cắt đây. Anh em kích vào cái này ok nhé. Đó, anh em kích ok cho mình và kích tiếp ok nhé. Đấy, và anh em chọn một con dao đi thì máy mình mới cài lại master cam thì nó không có dao rồi, mình phải cò riêng như tu con dao mới đi. Đấy, phá thô cái này thì mình sẽ sử dụng con dao 10. Rồi, con dao 10 nhé anh em. Đấy, và bầu 10 luôn nhé. Đấy, đặt tên là E10 đi. Và 3.000. Tốc độ của nó sẽ là 8.000. Dao dao 600 thì thôi được, mình kỳ đít luôn nhé. Đó, anh em tiếp tục chọn đến phần cắt parameter này. Rồi, thì sẽ là mình để 15% ra, nó sẽ là 1.5 nhé. Và step over này mình sẽ để là me con dao 10 thì thường nó dài 20 thì mình để là 20 luôn, tức là ăn ngập ngập cái răng luôn này. Cái này thì mọi người bật step up này, tức là vét lại những cái góc nhỏ nhỏ của nó sẽ cho là 1 ly hoặc là 0.8 nhé, tùy mọi người. Cái này thì mình sẽ cho là 2.5%. Đấy, góc của nó đây, radius đây. Và cái này thì nhấc dao lên thì mình để là 0.1 và lượng chạy dao không thì mình sẽ để là 10.000. Rồi mình cắt zigzag luôn nha anh em. Đấy, mình để ở đây cách zigzag mình để là 2.000 đây. Chiều ngược lại, đây, lượng dư mình để là 0.1 hoặc 0.2 tùy anh em nhé. Đó. Và phần dưới này tức là vét lại lượng dư này. Cái này nó hay ho ở chỗ là có thể vét lại lượng dư mà con dao to hơn, nhưng mà mình cũng đây là mình ăn thô thẳng con dao to này thì không thể vét lại con dao nữa được, nên bỏ qua này nhé. Mình vào đây outside inside đây thì outside nó sẽ cắt từ ngoài vào, center nó sẽ cắt từ giữa từ chính tâm và inside cắt từ trong nhé. Thì mình sẽ để in outside thì mình trừ 4 để cho cái này là 1 nhé. Mình góc chết to hơn phôi một tí để cho nó vòng đầu nó cua rộng, cho tính toán phôi nó không chuẩn nên nó còn đỡ. Đây mình trừ 3, trừ 3 đây. Nó ăn rộng ra 2 ly. Trừ 2 rồi, lan rộng ra 3 ly nhé anh em. Trừ 2 và trừ 3, lan rộng ra 2 ly thì nó vào dao đỡ gãy, thường ăn 20 ly mà nó vào tận 2 3 ly đầu tiên là nó sẽ dễ đi hơn dao lắm. Đây mình để là 2 này, 1 1 này. Rồi, để không được anh em ạ. Và chiều sâu cắt thì anh em sẽ chọn độ tuyệt đối nhá. Chuột Z, chuột phải và Z chọn cho mình là đủ quá. Ngập phôi luôn, tức là 28 luôn đi. Đấy. Vào đây. Cái này thì để là 10 nhé. Cái này xóa hết đi cho mình. Mấy cái nhì nhằng này vào dao ra dao mới lằng nhằng mất thời gian. Xóa hết rồi nhé. Cái này để vuông góc cho mình, để phát vuông góc cho mình nhé. Coban thì bật nước hay không thì tùy mọi người. Đây mình ok hết rồi, các thông số ok hết rồi thì mình bấm ok nhé anh em. Để xem mà nó loát ra cái hệ thống công nghệ gì. Đấy, xem mà chế độ ăn bằng me như thế nào nhé. Đấy. Nói chung là cái lệnh này nó cũng đơn giản thôi. Với những con hàng mà như thế này mình anh em mà dùng 2D thì nó cũng tương đối là lăng ngoằng đấy anh em ạ. À, đây cái này mình để chế độ là 1 ly đây nhé. Nó có đường dao trên này nó ăn cái góc này thì mình để đây nó là bao nhiêu, nó là 1 ly ấy, thì nó ăn nhé. Bây giờ mình để 5 ly chắc là nó cũng không ăn nữa đâu, mình vắt lại nhé. Mình không ăn cái bát này làm gì cả, anh em chờ đợi trong ít phút nhé. Máy của mình thì nó không thuộc hệ đa đa hệ, thuộc hệ chip đơn đấy, nên là nó đây anh em có thể thấy để 1 ly thì nó không chém vào cái góc này nữa, để nó giảm thời gian đi. Góc này tí nữa mình dùng con dao phơ mình cứa cho 2 phát là nó cũng bay thôi. Rồi. Ví dụ đây nhá, mình sẽ mô phỏng nó đây, xong setup này mình sẽ cắt nó đi và phôi của nó mình nhập là 35 đi, 28 mà mình kẹp ăn gập này. Rồi. Bây giờ mình sẽ mô phỏng cái này thì cho anh em xem là nó cắt cái kiểu gì nhá. Các anh em nhìn đường dao chưa quen với lệnh này mình
cứ tưởng tượng là nó sẽ tung con dao ngay, nhưng mà không hề tung nha anh em. Mà đây cưa đây anh em nhé, đấy cưa này, mình cứ để cho nó cắt từ từ vậy thôi. Đấy nó cưa đường giữa này, cứ ngập me luôn nhé. Đấy, phôi tận 28 cơ, nhưng con dao mình me có 20 thì mình không thể nào mà cắt 28 được, tại vì nó không có me cắt, nó tung phôi ngay rất nguy hiểm. Đấy, cắt ngập me thôi anh em, me anh em là 20 thì anh em chỉ cắt đến tầm 18 thôi. Con dao 10 của mình là me 25 đấy, rồi mình cắt 20 thôi. Đấy, nó cưa đây anh em nhé. Đấy, đấy cửa lốt này, cái chỗ thừa thãi này cưa thì vứt đi, tại vì nó còn phôi to quá, mình nhặt cắt hai con bờ lốc con này đấy. Hoặc là nó thừa ra một tí thôi nhé, ví dụ bây giờ là thừa ra như này anh em thấy là cắt ba con, thừa ra như này anh em cắt ba con, nhưng mà nó ví dụ mình sẽ xóa cái này đi, rồi mình sẽ ăn nó lét cái đường này đi, ví dụ là phôi nó chỉ đến đây chẳng hạn thôi. Rồi mình bấm Alt XO trên bàn phím nhé. Cái lệnh này mình không hướng dẫn nữa, tại vì là anh em tự nghiên cứu lệnh này thôi, tắt như nào thì anh em tự nghiên cứu rồi. 30 nhé, và mình mo ve đi. Ok anh em, đây mình sẽ cho nó xuống đây và mình cắt nó đi nhé. Và lệnh chim này, chim này mình sẽ cắt nó đi nhé, anh em sẽ cắt cái này đi. Đấy. Đấy, ví dụ nó như thế này mình không thể nào đủ ba con được, mà phôi của mình nó dày như này, máy cưa không có, làm sao mình khiến được cái đoạn này đi. Đấy, ví dụ mình khiến cái đoạn này đi thì nó cân đối thì mình ok được, nhưng mà máy cưa không có thì mình khiến làm sao. Đấy, mình cho nó phay luôn và mình gắn lại nhé. Đấy, phôi mình nhặt nhạnh, nhưng mà không phải là công ty nào cũng có máy cưa đâu, mình đi làm từ trước giờ nhiều công ty lắm rồi, nhưng mà máy cưa chỉ có mỗi tập đoàn Keosan lại Xê Quang là có máy cưa thôi, đấy Cobatech, nhưng còn lại những cái công ty lìu rìu mình chẳng cái máy cưa mấy chục triệu không mua được, nói chung là mình không tính toán. Đấy rồi nó cắt rồi, mình không mô phỏng lại nữa nhé. Đó là lệnh xung quanh hai xe buýt này của mình thì cũng dừng ở đây thôi. Đấy, còn vét lại lượng dư thì anh em có thể vét lại, ví dụ anh em có thể copy một cái chỉnh số đây nhé, Ctrl C và Ctrl V anh em trên bàn phím. Đây, ví dụ mình sử dụng là con dao, cứ nghĩ là mình có bảng dao đây rồi nhưng mình chưa có nhé. Còn như tool này mình sử dụng con dao số 6 đây, mình vét lại đi, con dao số 3 này. Đấy, đây này, dao số 3 bầu 3 luôn, đặt tại E3 nhé chẳng hạn. Đấy, đây, tốc độ của mình sẽ để luôn là 1.500 này, là cái này là 9.000 chẳng hạn, như vậy ok nhé. Mình có con dao 3 rồi thì mình sẽ vét lại ở đây, tại mình sẽ vét lại là con dao số đường kính, vét lại đường kính con dao này, lại tất cả các nguyên công này, thì anh em có thể vét lại như nào thì vét lại thôi. Đây mình vét lại đúng như ra ra số 10 ra không rồi, là số 10 đấy, và cũng vét như thế thôi, và xem là kích cho nó có chạy ra thể thống có vẫn gì không nhé. Đây là lệnh này anh em có thể chiến tất cả các loại hình mà nó liên quan đến bờ lốc hay là như nào mà liên quan đến me ấy. Anh em có thể vã hoặc là xung phơi hai speed được hết nhé, nó cắt không khác gì là 2D đâu, nhưng mà nó chỉ cần một trình thôi. Đấy, lệnh này thì anh em làm tức là nhà anh em phá thô rồi, cứ hình 3D rồi. Đây nó đã vét đây, đây anh em vét lại đây, vét lại và nó ăn như giam luôn đấy anh em nhé. Đấy, nhưng mà thì thường thường ra thì nó vét lại như này anh em dùng 2D hơn. Đấy, mình chỉ giới thiệu là vét lại thôi, nhưng bây giờ nó có những cái góc góc này thì anh em vét lại này, rồi những cái lỗ như này thì anh em khoan rồi, với anh em con tu giam đây rồi anh em vét thế này nó cũng không hẳn là hợp lý. Đấy, tất cả những gì mình giới thiệu về lệnh xung phơi hai sở vít các đồng me nhé anh em. Đấy, anh em thực hiện thế nào thì thực hiện nhé, chúc anh em thực hiện thành công. Bye bye tất cả anh em nhé.